ơi. Ghê hả? Lắng. Rồi. Rồi nha. Lắng. Mày dở ử. Gõ đầu cho. Cậu quét cầm lên nữa, cậu quét cầm lên nữa. Trời ơi, trồng cây luôn cái gì vậy? Kìa kìa, lắng lắm luôn kìa. Ôi, lắng lắm. Ôi, dính dốc luôn ơi. Dốc luôn rồi hả? Thành thần ơi. Cái gì một cục gì? Trời ơi, thành thần ơi. Cái gì vậy? Nó đi theo bậy gì vậy? Trời ơi. Mình gỡ trước đi, mình gỡ trước đi. Ôi, đây nữa nè. Chùa. Chào nhà buổi sáng nha. Chào nhà nha. Chào nhà nha. Thôi bây giờ mấy anh em sẽ mở cửa cái rồi tính tiếp. Cho nó sáng. Bây giờ mở cửa thả chó. Ba chó. Rồi đó, sáng vô đó. Còn sáng chân luôn. Tìm mắng nè. Đây. Một ngày mới lại bắt đầu. Đập chặt chặt nha, đập lên cái chuột á. Dễ gì chập được mà dập. Đó. Thì bây giờ mấy anh em xin phép cả nhà thức dậy. Rồi đi kiếm gì đó ăn nha. Tiếp tục ngày thứ hai. Bữa nay là ngày thứ hai rồi. Công nhận nhanh thiệt. Ngủ trong đây êm lắm chứ. Đã. Vẫn mát bình thường nha. Cười luôn. Tại vì nó có chừa mấy cái lỗ bên đó đó. Khuya là không có lạnh luôn cả nha. Đúng rồi. Vừa muốn ấm á thì lùi lùi xích vô trong mé đầu góc. Còn muốn mát mát á chui ra ngoài đó một chút. Nhưng mà có một cái hơi ló tai ló chân mũi hơi bị cắn nè. Tại vì nó hơi bị hẹp hẹp góc á. Cái mụn nó không phải thiết kế dành cho cái này nên nó bị không. Cái này mà ngủ nhân mũi đã lắm đó. Đến nhà không nhân mũi sợ biết gì không, sát gốc cây này nè. Mấy con gít đồ này nọ nó bò ra hồn mũi xịt sợ vậy thôi chứ không là cũng ngủ nhân mũi rồi. Tại cái này được cái nó tấn lại, cái mụn nó tấn hai bên là nó đâu có lót được đâu. Nó bảo vệ mình. Nó chạy chạy, nó chạy chạy trong vòng rồi. Giống một cái chuồng chó vậy. Nó bảo vệ mình. Nè hồi có con chó chui ra cửa nè. Bây giờ mấy em xin phép cả nhà thức dậy nha. Rồi đi kiếm gì đó ăn. Vệ sinh răng miệng nữa. Quên nữa. Thôi bây giờ mấy em xin phép cả nhà nha. Đóng cửa ngủ tiếp. Ơi. Kiếm đồ ăn kìa. Kiếm đồ ăn chứ. Chứ giờ đóng cửa là ngủ cái chiều luôn á. Đói luôn. Đói luôn á. Nằm dưới đây cũng hơi bị đã lưng á. Bây giờ mấy anh em sẽ đi mò những con hến nha cả nhà. Mà bữa xuống là có thấy đụng lai gai đó, nhưng mà không biết có hay không nha. Thôi sao mò biết được. Nè. Ui. Tao bự vậy. Trời ơi nó bự. Còn sống nữa. Ô. Ô. Trời ơi. Well. Đất không luôn. Đất không. Thôi mò nha cả nhà. Nước cạn nhiều mò được, còn nước lớn thua rồi. Cứu cứu cái thau đi. Được rồi. Lấy giò em gà gà dưới trước có đụng xuống em kiếm. Này đụng rồi. Rồi, mất tiêu luôn. Không có. Yên chỉ đó không? Đụng con. Căng à. Yên cho con đi. Căng à. Đừng con với cái vỏ. Em gà gà chân ở dưới á. Nói đi. Đây tới đây. Mà lặn xuống thì hơi căng, ta bùng một khúc nữa. Rồi. Con gà chân thử có không lặn. Quân bình đi chú. Rồi tắt ra coi thử ơi, tắt đi. Này sống rồi nè, nhìn là biết màu rồi. Hồi nãy đang không bui nhìn thôi. Này là hến tím nha. Hến hậu khế tím. Ta bị hiêu rồi đó. Cái chân gà trước không à, cái lặn xuống đỡ cũng hơi. Cái chân gà trước lặn xuống đỡ cũng hơi. Này nó có không? Biết đang thử, đang thử. Cái hiệu quả này nha. Qua đụng mà cái này qua có đụng mà chứ. Nè. Ủa sao vậy? Ngon ngủ. Sao lắm. Căng à. Trời ơi. Căng hả? Em thấy căng. Rồi đi thôi.
càng đừng xa quá nha, gây giải sống đi. Giờ đó được rồi. Cái thổi rớt hư luôn á. Rớt mặn á. Lấy giò gà. Giò gà trước đi. Mình cao tới 2 mét luôn mà. Nè, đứng con nè. Nha, con này nào đủ ăn. Con này dòng màu tươi luôn nha. Cứ lặn xuống mà hờ lên là đựng con. Rồi chừng nào đủ ăn. Đây. Một em nữa. Mà bự nha. Đây, em bự nha. Bự gì vậy? Bự canh cái đá quá. Mà tuốt ngoài luôn. Tuốt ngoài mới có. Có không? Có nè. Hai em, con bự con nhỏ. Mép bến đi thôi. Ba em, ủa chất bèo rồi. Ừ, giỏ hai em đắng luôn nè, đắng không có nữa, trong đây nè Yến ơi. Trong đây cũng hiu hiu luôn. Con nữa. Là bắt con này. Con đắng chút bỏ đi. Cho nó vô bờ. Có không? Chết rồi. Lần con cái này chắc má hú luôn quá. Trăm lần con đi. Cũng được hay em. Trăm lần cũng được rồi. Ủa tiêu rồi nha. Cái này muộn mắt luôn rồi. Có cần mất chiếc lặn không? Bây giờ đụng giò có đụng lặn xuống. Có lấy mấy kiếng lặn không? Hả? Có cần mấy kiếng lặn không? Tiêu rồi. Đợt này đó. Mò từ lúc nãy mò tới đây luôn. Trời ơi, có mấy con. Chục con không? Nó cãi đi. Hết bự. Đúng không? Đây nè, gốc này có nè. Mò từ hồi nãy giờ quá trời. Người ơi. Hiểu không? Đáng nha. Được không? Ở đây nè, có mấy bãi cạn cạn này nè. Ra rửa xong luôn rồi, rửa giống luôn rồi. Ê, đạp vỏ nhóc chưa? Nè. Em hơn cái kia. Được á. Có bến này nha. À, ghiền tui xưa. Có bãi này nha. Ê, vui. Có bãi rồi. Kiếm từ nãy giờ muốn chết luôn á. Được rồi cả nha. Rồi. Hồi nãy giờ lặn quá trời lặn ơi. Ông có chết không nha. À, tui nha. Không có chết nha. Trời ơi. Đậu cuốn trong đây lần á. Dẹp bước á. Trời ơi, vô rồi, vô rồi. Mò dò trước, kiếm ít nhất là con đầu tiên trước. Đây, đúng rồi. Ha, không? Có chứ. Thấy không? Ú. Bự nhỏ có. Đủ cỡ luôn. Em rồi đó. Có không? Thấy không, hai chỉ ngon. Rồi, được, được, được. Nè, hai con cái nè. Tươi coi gối luôn. Vô, đâu có tút trong đây á. Trời ơi, cho con mát. Em đụng đâu trong đây không à. Không chỉ có hến không nha. Có gì nữa? Trời ơi. Tép luôn kìa. Ú. Ở đâu? Vô rồi, vô rồi. Dạ hết đống rau mát nè anh hai. Nè. Dạ hết đống rau mát nè, em thấy trong rau mát. Được rồi. Không tiệt đường. Ôi ôi. Ôi ôi không trời. Thiệt không tiệt đường người. Tính ra coi chừng nước vô nó đẩy qua đây làm cái bãi hôm nay là ở đây á. Ở đây cái bãi nè, nó hơi cạn hơn trong tổng luôn á. Khó như vậy
Nãy giờ thì hụt mà lâu lâu mới có con. Vô đây ngon rồi. Đủ. Thằng quá xá luôn nè. Trời ơi, vỏ ốc không à. Đủ con. Ô, con bự bự không giỡn trời. Bệnh bệnh không à. Hả? Bự con tay cái nữa. Có vỏ ốc luôn nữa. Vô tay, vô chân gì tôi lướt nha. Dạ, chơi vô cho. Dạ sao? Bị gâu kìa. Bây giờ thằng nào mò được nhiều con nhất. Một lần lặng nha. Ừ. Nào thua bị đất ập đầu. Rồi. Ok không? Giờ chơi rồi. Chơi nha. Dẫn bán nha. Rồi. 1, 2, 3. Nè, 5 con nha cả nhà. Hết sức luôn rồi đó. Xuống hơi nữa, lặn xuống hơi nữa. Lặn xuống hơi nữa, lặn xuống hơi nữa. 2 hơi em dạ, 2 giờ. Nhiều con. Nhiều con, tính con nha. Ờ, tính con, không tính bự nhỏ. Rồi, tay kia nữa. Chết bài, thua. Tính nhỏ luôn nha. Rồi, 5 hai, con. Hai mấy thua rồi. 3. Thấy hơn. 7 con nha. Thấy hơn rồi, 2 mấy thua rồi. Sao thua? Bà gặm gỗ hả? Ghê hả? 7 con nha. Mấy con? 5 con. 5 con chơi tính hơn 2 con nhỏ nha. Rồi. Ok. Tính hơn là hơn rồi. Đúng rồi, nãy tính con mà. Ê, mà chết. Tính hơn rồi. Nếu tính con. Hai con này. Nếu tính con là 5 con này đã bằng rồi chứ. Quê không? Chắc chắn hơn. Cái kia cũng hơn hả? Trời ơi, vậy con thứ nào? Ập đi. Ập luôn đi. Không có thua. Ê, con thằng có lần. Trời ơi. Ghê vậy? Lắng. Rồi. Rồi nha. Lắng. Mày dở ử. Bỏ đầu cho. Cầm quét, cầm lên lửa, cầm quét, cầm lên lửa. Trời ơi, trồng cây luôn cái gì vậy? Rồi. Rồi nha. Mà tiếp nha cả nhà. Thấy chỗ này im á. Chỗ này làm như cái bãi của nó vậy. Nó cố gắng hết sức mà không nổi đâu. Sao phì lên sao rồi? Chị lặn xuống đi. Nó phì lên không rồi. Con đỡ con đi. Đỡ đụng đụng có con. Hai con. Lặn xuống nó phì lên không rồi. Sẵn xuống đất á. Lấy cái dùm sẵn xuống đất á. Ôi ôi. Lần này không có. Hả? Bà không còn. Cẩn thận ơi. Nó bự. Bên em toàn vỏ với ốc không. Nó bự cũng nè. Hết bự không á? Nghe chệt quá nữa. Con đây nè. Rồi hết chết. Một em đi. Yeah. Bốn con. Một con. Hết bự bự này mò hờ đã lắm. Có đắng luôn. Tính ra cái này còn ngon hơn mấy con nghêu ha. Ừ, ngon hơn. Nghêu nó bự hơn chút xíu nhiều. Nhưng mà nó lâu quá. Ừ. Còn cái này cũng lâu thiệt nhưng mà nãy giờ hên được tìm bến á. Ừ. Chứ không có cái bến này xong rồi. Rồi. Đục tay cái là xong luôn á. Ui. Đụng nhiều lắm nha cả nhà. Gỗ luôn rồi. Tính mò nữa. Nhưng mà nước lớn quá trời rồi. Mò 4-5 tiếng đồng hồ được có như đây à. Tại vì nước lớn quá mấy anh em đi kiếm nó. Ờ có mới chết rồi nè. Mấy anh em đi kiếm vòng vòng kiếm hoài không có. Hên là được cái bãi hến cũng được. Cũng ngon. Nó dẹt hết mùi mát rồi. Ừ. Mùi mát cũng căng. Nhưng mà dẹt ra xong rồi nước nó lớn rồi. Bây giờ hiện tại nước đang lớn á. Tu hì luôn. Cống. Giờ nó đã qua đầu khúc về nè. Rồi mấy anh em lặn không nổi. Hết nổi. Lặn xong rồi cứ mỗi lần lặn, mỗi lần ngóc đầu lên là khùng luôn á. Nên nhiêu đây cũng ngon rồi đó. Đây dính con hến nè. Hến con. Ờ, nghe nhà coi con hến nào con hến đấy nè. Hến cầu không luôn. Luôn. Hến đá. Con nào bự lên đá hả? Bự lên đá. Yeah. Ồ, thánh thần không? Con cạnh cạnh không chứ bộ. Ôi trời. Bự bá luôn. Ờ, thua con nghêu mà hẩm chút nhiều. À, này tính ra ngon hơn con nghêu đợt rồi mình. Tại vì hến này ngon hơn. À. Ngọt hơn chứ. Hến này không biết ngọt hơn kia không, không biết. Nhưng khoái hến này hơn. Thôi. Mày kia lâu lâu quá. Ờ. Thôi bây giờ mấy anh em sẽ lên nha. Rồi rửa sạch sẽ rồi chế biến món nha cả nhà. Hôm nay chắc làm 2 món đi. Làm món kia ăn thử coi sao nha cả nhà. Ốc rồi. Không mới nữa hả? Ừ, không mới nữa. Để thử coi sao. Ờ. Vô. À, hến này á để lại làm món ăn nha. Thao luôn.
bao luôn, cũng hơi nhiều á. Con này cũng làm món. Này cũng làm món nha. Tại vì đó giờ chưa ăn thử bao giờ nên sẵn có bắt một số con hến, có lựa mấy số hến bự á. Đây, sẽ làm thử luôn. Hến một nắng nha. À, đây, để cầm nó thôi. Giờ cho nó nhiều nhiều cho nó cay ha. Sẽ ướp muối ớt cho đây nha cả nhà. Nó có rồi. Có bột ngọt. Có. Ok. Nhìn không thấy thèm mà thèm muối ớt. Đỏ hết luôn đi. Ui, đi phơi nắng hả? Ừ, phơi nắng. Đúng lên. Hết một nắng mà. Đây. Coi thử ăn như thế nào nha. Chứ thấy mùi thấy muối ớt không thèm đó. Này chắc muối ớt rồi. Hồi nó bung ra ta. Nó chín, lát nó cũng chín luôn. Thôi mà chiều mình mới ăn. Muối lạ lắm. Có nhiều người ăn lắm rồi. Sắp cho nó lắm. Đây. Rồi thơm mùi muối ớt. Nghe mùi muối ớt là thấy thèm đó. Đây, giờ chỉ có phơi nha cả nhà. Chờ cho nó chín luôn. Tại hết một nắng là ăn sống luôn á. Coi có nắng không có nắng là giờ vô khác nè cả nhà. Đúng rồi. Tay mua ớt. Tay mua ớt. À. Rồi. Đây. Rồi, vô làm món thôi. Luộc hết nha. Rồi bỏ muối vô. Nhớ. Rồi đây hơi hơi được. Hết tủ luôn. Hồi nấu canh luôn mà. Rồi. Nước thôi. Đó, còn hết này sẽ luộc nha. Thao hết luôn. Tại vì cái chảo này nó nhỏ quá nên chỉ có đem ra lựng thôi. Chắc hai đợt quá. Này, hến nó cũng mở miệng rồi nè. Buông, nó nhả ngọc rồi đó. Đó thôi bây giờ mới còn cả nhà coi cái con hến nào nấy hến đây nè. Mập tù lù luôn. Hô hôi. Ruột nó nha. Ớ, bụt chưa? Ở ngang chưa? Thấy đã rồi đó. Mập tù lù luôn. Rồi thôi bây giờ mấy anh em sẽ nhắc xuống nha. Rồi làm thêm mẻ nữa là xong. Rồi, thôi thôi. Hút không hút kìa. Không có giá. Không có sợ cái gì. Cái lưu vớt. Cái lưu. Không có tay vô. Không có cái hút luôn. Không vô cái là còn cái cùi không. Cái còn cuốn lẳng mà hút bóp bóp. Nhưng mà canh nó sẽ ngọt hơn nha. Thật tay cái nước nó ra. Cái nước nó ra ngọt. Mở miệng hết rồi nha cả nhà. Bây giờ sẽ nhắc xuống. Rồi chờ nước cho nó lắng xuống rồi lụm mấy những cái con hến ruột hến ra nha. Xuống xuống. Đây, bây giờ mấy anh em sẽ hái những cái đọt lá cách nha. Cái này cây này nó hơi bị sâu một xíu. Đây, cây chà bá nữa luôn. Nhưng mà nó sâu quá sâu. Sâu thánh thần luôn. Đó thì mấy anh em sẽ bẻ ăn mới nha. Đọt nào ăn được thì ăn bẻ nha. Để nghiên cứu. Cái này đọt không? Không. Cái gì vậy? Chân chuột chưa? Ồ, dưới nó ngon hơn nha. Dưới này ngon hơn nè. Giờ nước cũng đã chắc ra rồi. Lượt cái phần cặn rồi nha cả nhà. Đấy. Này bắt buộc phải lượt cặn. Chứ không là nó bị sình nhiều lắm. Bây giờ sẽ bỏ rau lá, bỏ lá cách vô. Lá cách cũng kêu bằng rau đúng không? Đúng rồi. Rồi, thêm miếng bột ngọt nha cả nhà. Cái hạt nêm à, tại thì hồi nãy á, là cái này nó có xíu nước mắm cho nó thơm ít thôi nha. Có muối rồi nên khỏi cần thêm muối, muối nữa. Bây giờ sẽ nêm nếm cái là đem xuống liền nha. Tại lá cách cũng dễ chín lắm. Ăn ngọt cho nó thấy. Tới luôn á. Hai đợt hến á. Hến như đó mà mình nấu có một chảo nhỏ vậy là tới luôn rồi đó. Kinh hoa không á. Rồi, chín rồi, nhắc xuống. À. Giờ đổ ra cái ơi nóng, có cơ chừng phóng. Nóng quá, nóng quá. Bây giờ đổ ra cái thau rồi kho nha cả nhà. Bam. Coi gì? Coi sả ớt. Coi sả ớt nha. Đó, vô tỏi, cho nó thơm. Vô sả, vô ớt luôn. Trời ơi. Thơm nó còn thơm nữa. Rồi, sả với ớt luôn. Hết được nhiêu đây nha cái nhà. Bọn nào nó lấy bự nái nái không mập. Ủa thôi. Mới thấy đợt này mà hết nó bự dữ vậy. Có hai con. Có hai con.
ốm mập gì sao bỏ đâu cũng nào hết. Rồi, nêm nếm vô luôn nha. Muối, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, miếng đường nha. Rồi, chứ miếng nước màu. Rồi thôi, cộng lên. Nào nãy bự nái nái gì rồi. Dương chàng chàng luôn má ơi. Mọc luôn luôn chơi. Hơn tao với Niên nữa. Sao bằng được? Hai tao không mập bằng hai mấy này luôn. Chín đã rồi nha cả nhà. Bây giờ vô tép mở ra đem xuống luôn. Quá xá má ơi. Quá hấp dẫn à. Rồi, nhắc xuống Yên ơi. Xuống luôn. Bây giờ sẽ cúng ông bà và mời cả nhà ăn chung với mấy anh em luôn nha. Xuống xuống. Quá trời đâu. Tính ra chừng ai là khổ luôn á trời. Đói muốn xỉu luôn không? Đây đây. Giờ quất luôn nha cả nhà. Đó. Này chỉ có món thôi, còn món hến nữa. Đây, múc miếng canh nữa chứ quên. Chan vô. Mời cả nhà ăn miếng nha. Ăn này mát lắm mát á. Còn mát nó không quên lộn. Đó cách. Nó mát. Mời cả nhà nha. Trả vô chờ. Hến nó mập lù luôn. Tức mỡ cũng béo. Béo. Trời tới hôm tư thèo thê thảm luôn chứ. Đói bụng mấy đứa. Chán giờ ngồi mòi muốn chết luôn nha. Không có gì lặn luôn. Đầu Yên gắn cây gì bông vô đồng chi vậy? Chín gì? Hay bông gì? Chín cây. Nãy nản nhất là giai đoạn mà chờ nước hến mà lăn xuống á. Cũng đau quá. Gặp đang đói nó giòn nó hoài chờ chừng nào lăn xuống. Xong mày lấy đổ quậy lên nữa. Ờ chơi đó bậy rồi. Em nản nhất là tráng mò hến kiếm không có. Cuối cùng cũng... cuối cùng cũng kiếm được bãi. Hên. Mò từ đầu này tới đầu kia luôn mò lần lâu lâu được khúc khoảng mười mấy cỡ 5 mét. 5 mét đựng còn, 2 mét đựng còn. Con cũng bự. Nhưng mà có con hay con cũng không làm gì được. Đợt sau mò một cái lần 3 con, 4 con, 5 con, 7 con. Vậy mới mừng. Đó. Rồi đúng mà đụng gô dưới hơi trơn khoái lắm. Mà... lỗ như 2-3 con nữa. Mà tới mà kiếm được cái chỗ thì nước lại lớn. Cái khổ. Tại vì đầu tiên mò thì đâu có đâu phải kiếm. Kiếm tính đổi ao khác rồi đó. Tính ra cũng hơn. Hơn. Đổi khác là đâu cầm mấy này. Bởi vậy trời còn độ. Trời. Quá trời luôn rồi. Lá cắt ngủ. Đi vô miếng lá cắt đi. Mà cái nhà nha. Ăn lên thuốc. Mát. Lá cắt bị hút gì á. Lá cắt non không à. Liêm ui. Hến ngơ là mát luôn lúc. Ngọt. Mở cái nhà nha. Một chén nó lẹ. Hứa đi. Vô. Thôi. Thôi. Thì cũng cơm mở. Cái nhà ngồi chả đứt miếng luôn. Trời ơi, ngon một cái luôn á chứ. Dạ, cũng cơm mở chứ. Mở cái nhà. Nhóc cái chừng á. Phút đề vô. Mở cả nhà chưa? Mở béo. Mở cả nhà nha. Em dùng miếng canh nữa kìa. Rồi béo kìa. Hến mập lù luôn. Lù luôn á. Canh hến thì ngọt. Sumo dễ bạn. Này chắc sukana quá. Này sukana là bậy. Hến này mà ăn khuya khuya xíu yếu bụng là hơi bị đòn nha. Hơi bị trở về Tam Quốc diễn nghĩa nha. Gặp đại ca Tào Tháo. Tào Tháo là đuối á. Thấy vậy nha. Đó. Ngon ngon luôn. Ngọt ngọt sâu còi. Mấy cái hến bắt hến mập lù luôn. Mập lù mà bắt mình mới bắt nữa. Rồi thôi. Ngọt á. Rồi. Hến này cái là không có cát, không xịn nha.
Tại vì mấy anh em á, hồi trước khi nấu á là ngâm với ớt à, ngâm lâu á nhả mấy nhả, nó nhả xinh không? Đúng rồi, chứ không phải là luộc liền. Chút đi. Ngon dữ trời. Luộc luôn, trong thịt nó có đất, đất cát. Căng cái bụng nữa. Lúc hết này nó ngọt dữ rằng à. Khoai tím mỡ. Không có cần cạnh không? Lại bị chi mến kẹo ăn, trời ơi. Ngon ha. Nấu cháo nữa. Trời ơi. Nấu bài luôn. Mấy món dữ không à? Cháo hến. Con hến, có nhiều. Hến, khác nhiều khác. Mấy anh em còn mấy con hến nữa. Chờ cái đâu muốn muốn mới nữa. À, chờ chiều chiều á. Cho nó khô lại rồi ăn. Hến phải nắng. Hến một nắng. Nắng. Nè. Quá đã luôn. Thấy thơm. Ngon dâu. Lấy muỗng cho nhanh. À. Muỗng chút ngon chứ gấp không được không? Đây thì chứ. Hầu như là cái món nào mà có canh á là ăn mau lắm cả nhà. Đúng rồi. Lùa nhanh. Thôi bây giờ mấy anh em xin phép cả nhà ăn chút xíu nha, rồi quay tiếp cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ mấy anh em sẽ đi dằn tài lưới nha, còn dính hay không? Đi thôi. Rồi tính tiếp. Đây coi số 2 có 2 tay. Hai loại chứ không phải là 2 tay. 3 ống tay lận. 6 tay lận. Tại vì cái tài lưới này đợt đó đi biển xong rồi nó bị rối á, cắt ra luôn rồi. Nhà nó còn rối không? Để không biết. Đó, hở một tay lưới xong rồi ra thành 2 tay luôn. Lời à. Nó nhân ra. Lời không? Rồi lời lúc quá lời luôn. Một tay cái bốn tay rồi xong bung ra nữa nè. Cái gì bung? Lời lúc nữa. Rồi luôn. Thấy lời rồi. Lời lúc nữa rồi đó. Dính đây. Rồi xong luôn. Lời lúc nữa luôn. Nãy quên em ăn chéo rồi. Dính ra nè. Đây nó cũng hơi sâu nè, nó không có sâu quá nhưng mà hơi hơi sâu thôi. Đây lại okay. Đi nè. Ok đi chứ. À nói vô. Giờ là đi thẳng ra hả? Đi xíu xíu rồi đó còn được không? Không được thì đi vô bờ. Em rồi mình căng qua. Có gì vậy đâu. Hổm ra biển nó xe quá trời xe. Rồi em đi đây. Bảo trọng. Bảo trọng thân thể. Coi chừng câu xa. Không có đâu. Nước đây thì nó hơi mặn mặn. Giống thịt nó ngập mặn á, nó không có ngập nhiều, nó hơi mặn mặn nè. Hồi đó thì giờ dưới em cũng có ngập ngập mặn nữa. Nhưng mà giờ ta làm cống rồi, nên không có ngập nữa. Rồi cũng 12 cân rồi nha. Nghe bực bực ớn quá nha. Rồi. Sâu miên cũng sâu sâu coi hình xù dính luôn cái rồi sao đứa nhỏ mà nó dính cái rồi được. Đây cột đang tay lưới nha, bây giờ bắt đầu đi giăng tay bên kia nữa, không biết có dính không nữa. Hình xui trời đấy đi trời. Thấy cũng hiu quá. Đang cặp mé nha cả nhà. Tao đi này đi lùa cá đi. Đi đi lùa cá chặt. Lùa hết ở nhà lắc cái gì nó mới. Đại lưới ngày đây nghe chứ nha. Yên xe gào tới ngoài họ cá sấu ăn thịt đó nha. Nó bự mát nhóc luôn á. Ừ, nhóc con mát luôn nha. Em đi ra giữa mà. Nghe bơi nhìn cũng cá sấu. Xong ta lưới nha.
Yên thấy cảm giác sao? Cảm giác gió đây nhiều quá. Vô mốt à. Mệt quá. Thì bây giờ mấy anh em sẽ để tờ lưới này chờ kết quả nha cả nhà. Cũng em vô nè. Không biết có ăn được không nữa. Đây, nãy để có mấy con kiến nó bù bù mà không biết có vô vô ở mấy trong không được không nữa. Em không biết thấy ổn không cả nhà. Ăn được không ta? Chính ra là không có luộc, không có làm gì luôn. Ừ. Mày phơi mà mà nó chín rồi đó. Ừ. Tao tách ăn con thôi coi. Rồi. Nghe ông ta. Nắng gắt lắm. Một ngày trời mà. Có con này hở hở nè. Đâu đâu, đâu rồi. Con này hở hở. Con này mới thích con đó ra hơn. À, pichi. Được thử con này đi. Nè, con này hả? Hello. Đu. Ui. Đu. Chính luôn rồi nè. Chính rồi. Không, nó tách ra bên nè. Hửi thử coi mùi gì. Ờ, cho nước miếng nó chảy vô đã. Chắc nó ngọt lắm á ta. Không biết nữa. Nó cũng mà cái này nha. Nó thấm vị chỗ không? Tại vì lúc mình cắn á, mình dính cái miếng muối ở mấy ngoài nè. Không mặn lắm nha. Hở nè. Ừ. Coi chừng mấy con hở là nó tới á nha. Ngon lắm nha. Rồi. Ngon lắm. Để em thử con coi. Này. Ừ. Không biết kiến luôn vô chỗ không nữa. Ấu. Đó. Ồ. Mà cái nhà nha. Ngon lắm nha. Nhưng mà có cái vị nó hơi đặc trưng, cái nó hơi tanh tanh chút xíu nha. Không biết là có làm tới chưa mà mấy anh em nó cảm giác vậy đó. Mà ăn được nha. Ừ, em ha. Nó cũng nó không có rút muối này vô nhiều, chủ yếu cái giờ giúp vỏ. Cứ có cái nào bung bung một đây. Ok. Đập qua thằng này, đập qua thằng kia, nó muốn yeah. Cái bung bung cho dễ mở. Cái thấy kia. Không bung nó không có thọt tay vô khó lắm nha. Đồ nghề nha. Để này thử đi, thử đồ nghề. Thử thử. Coi chừng đó nha. Ừ. Nó có mở chỗ nào? Rồi chai nước kìa. Ồ chín rồi nè. Không, quên. Ủa quên. Thật đó kìa. Mà cái nhà nha. Không. Ngọt dữ đó ta ha. Ngọt ghê luôn á. Nước còn. Ừ. Nhà mấy con khép ngon hơn nha. Gì đâu. Còn nước. Ơi. Ôi ơi. Nước ngọt lắm. Trời kìa. Mở nhà nha. Ồ. Ừ. Sao bị ngọt luôn á. Mấy khép ngọt dữ đó. Có nước nữa. Ừ. Màu như vậy là nó chín rồi cả nhà. Nhà tính thử miếng tính. Chút tính ăn sao nha cả nhà. Thử con coi. Ừ thử con coi. Cho đỡ thèm. Ồ chịu nó mập quá thôi. Chịu hết nổi rồi. Đây. Cả nhà thấy nó chín là cả nhà hiểu. Thấy không nguyên con luôn nè. Nó bung ra liền. Chấm. Quất. Quất đi. Quất quất quất. Mà cả nhà nha. Sao? Trời ơi. Sao? Nó ngọt. Ngọt á. Ngọt. Ngọt thấm đậm luôn á. Chịu khó khui. Khui mà con bự. Không có khó nha. Cứ canh ngay giữa. À, nó khui ngon hơn con hồi nãy à. Thịt nó kiểu nó không có bị khô, kiểu hồi nãy là bị khô à. Nhiều nước rồi nó mặn mặn mặn. Làm như nó chín nó hầm á, ủa kìa. Mà cái nhà luôn nha. Ủa món này được nha. Cũng cái này nè. Tại vì lúc mà cái nhà húp ở cắn ở bên trong á, cái miệng bao giờ cũng đụng vô cái miếng hến này nè. Nên nó mặn 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 lắm. Nhưng nước, mà nước nó ra ngọt nữa. Trước khi cả nhà làm á, cả nhà nên rửa lại thật kỹ nha. Tại mấy anh em kỹ rửa kỹ lắm rồi. Nhưng mà không bao giờ kỹ hết được. Tại vì ở trong cái lớp của con hến á, lớp da ngoài á, nó dính rất là nhiều màu đen, mảng đen đen. Nhưng vừa thôi. Ồ, nó mập má ơi. Công nhận rồi, mấy con nào mà nứt ra là không ngon bằng mấy con này nha. Cái gột này nha. Còn nước luôn. Mấy con này là nó chín rồi nên nó sức hơi ra hết thịt rồi. Hút gà cá là gà. Trời không cần mà nghĩ gì nhiều lắm rồi. Tưởng nó không chín nhưng mà nó chín không tưởng nha. Món này lạ, thiệt lần đầu tiên em ăn kiểu này. Nhưng mà nó ngon nha, nó cao món nha. Món mới. Nhưng mà kiểu ăn này thấy hơi lâu nha. Nhưng mình thưởng thức. Thưởng thức. Đây, đây, cái này có món nhậu á. Múc cái ngọt đi. Trời ơi. Ngon á. Ngon lành canh đầu. Cho mày con nữa nè đấy. Ăn đi, hồi ăn xong, ăn đi. Con cái này cho con đây rồi. Cái này hơi nhỏ nhưng mà cái nhà kiểu tưởng tượng như mấy con hào rồi. Ôi. Sao dính cái con này ngon vậy? Trời ơi. Thôi ngại lắm, ngại lắm đó, nè. Này dọc kiểu như mấy con hào á, mà nhà nha. Rút cái rốt. Ôi. 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 Hái luôn trời, lựa con nào bự bự cái. Tính ra nó còn ngọt hơn mà hết nút canh á. Ừ. Mà không cái
đã. Đây đây này, cái này là nó còn nguyên dưỡng chất luôn. Hình như nó hơi béo béo nữa thằng. Đây. Ôi. Cái nhà coi nè. Chín hết trơn luôn nè. Nó còn nguyên dưỡng chất. Cực kỳ ngon. Còn cái kia luộc đồ ra là ra đều dưỡng chất à. Ừ. Nó còn chất mùi quá ngon quá. Này có muối ớt lớp bao ngoài nữa. Đã thiệt ta. Cái này bắt mồi nha. Ngon à. Đánh giá cao nha. Ngày nhậu của đế tới à. Này mấy sư phụ nhậu của đế tới à. Ly rượu con. Ly rượu con chắc gượt đè quýnh chết luôn á. Không mà muốn con được. Tại vì con này cũng bự. Đống này là nhiều ly lắm mày á. Ừ. Nhiều nhiều chứ người ta uống giữa là miền Tây mình uống lần tới mấy lít tới lít lượng mà. Nhiêu đây sao đủ. Nè uống cái nó đi. Mình mua mấy ký. Ừ. Chứ cái này mò lên nhậu thì thiệt đuối thiệt á. Ừ. Là cái này là phải đi mua. Mà cái này nha. À, mua dễ gì mà mua không được tươi. Tươi với phần thứ hai là nó không được bự gì đâu. Ừ. Ít lắm. Nó nhỏ mà. Ừ, ít khi nào được vậy lắm. Nó nhiều cỡ. Tại vì người ta ta cào thường là ta cào dưới sông á, mấy hến nó nhỏ nhỏ mà. Vô nha. Con này là anh em lựa hến ở dưới. Ừ. Mà có vỏ đồ dưới tính ra nó có nhiều hến chết lắm. Chết dữ lắm luôn. Không có hến chết nữa là nó hiện bữa nay dữ dằn luôn. Thôi bây giờ mấy anh em sẽ ăn nha cả nhà. Rồi quay tiếp cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ mấy anh em sẽ đi thăm thử nha. Trời ơi, xuống mát dưới trời. Mát không phục luôn á. À đau quá. Em qua bệnh sao rồi vậy? Rồi em đi đây, em có bè mà. Chắc chuột quá. Chuột là không dính gì luôn á. Nè khúc cuối cùng mới dính không? Ôi. Ở dính con gì á? Con tôm mà vậy á. Ôi, cá, con bóng. Đừng con. Đóng kẹo vậy? Cá kẹo. Cá bóng. Con cát hả? Ừ. Muối nó mặn. Này nó muối mặn rồi. Nước biển mặn. Ủa là nước nước sông mặn không? Có không? Dạ không biết được đâu. Thôi vậy thôi lại thâu với anh hai luôn đi. Đây nha. Mày xuống ao cái chậu đi. Cái ao cái chậu ở dưới cho mà đồ bệnh nó chưa chảy vô. Đấy. À nãy cái thau rồi. Cái thau trên này. Dính cá bóng gì nữa nè, đụng dính cá bóng. Dính không? Có mà. Phải không nha? Dính cây ông ơi. Không đụng cái bóng ở đầu mày. Ôi, cá kiến. Ôi. Ê. Không, con cá bóng. Đâu đây nè. À nè, cái cây á. Ủa con này còn sống á. Ủa cái này bằng vừa. Con này bự ghê luôn á. Còn sống nha. Ủa cái lục kiến bự nha. Còn sống. Ngon được. Ú. Còn sống luôn ơi. Ủa bự cản luôn trời. Còn sống nha. Trời luôn. Nè con cá gì nữa nè. Cá mì gà. Được lau kiến được rồi. Ở cái này tại vì nó chuột nó đạp cho bờ nè. Dính nè. À có mấy bự. Con. Đâu? Từ. Bắt này cái đi. Đi gỡ cái này cái. Nhìn nó lớn quá. Gỡ không cho nó nhảy sẵn nha. Điểm 2. Nắm cái đầu xe. Rồi. Kiến bự cầm tay của đen luôn. Bự nhiều lắm. Để anh bỏ. Để anh sát vô tháo được. Rồi mất cổ lưới luôn rồi. Lưới này phải chịu thôi. Cái lau kiến mà không mất là cũng không ai vậy. Mất lưới rồi đừng mất cá được rồi. Cái còn sống đó nha. Còn sống không? Còn sống á. Chị ra dưới mày. Ngớp ngớp á, em cầm thấy nó ngớp ngớp á, coi chừng á. Đó, thì coi kỹ nè, cơm ăn mùi nướng ngớp ngớp. Nướng chung với con cá kia ha. Thôi, ừ. Còn sống á, ừ, giờ bỏ thao ổn vậy. Sao ấp lại? Ấp lại được mà, ấp lại, ấp lại. Ấp phải giữ mới được. Ấp lại đây tôi nhịn đó. Đó, có kia bé cá kìa. Đó, rồi được thôi. Mạnh lắm nha Tính. Tụi con nha. Được. Mạnh lắm nha Tính. Cho ăn nha. Tụi ăn bữa nay đó. À, cầm giùm hai. Đó được rồi nha cả nhà. Từ trước cá lau kiến rồi mà thấy có cá gục phiền đẳng là im rồi đó. Từ. Đâu rồi? Thầy không nhìn lộn không bay. Từ. Đâu đây nè. Thâu đi anh hai cứ thâu đi. Nè anh hai cứ thâu đi. Có không? Kìa. Ê ở kìa kìa. Thâu đi nè. Trời còn sống nha. Ủa còn sống không? Ủa con này bự á. Còn sống nha. Ôi nó bị dập vô bờ rồi hèn gì. Vô bờ rồi. Vô bờ mới dính, có thể dính luôn mấy con này nè. Mình xui á, tại vì mình xui á. Cái tại vì cái này nè. Ơi, mình răng lưới là lần nào cũng vô bờ cũng dính cá vậy nè.
Rồi xé mẹ ăn lỗ đi. Sống không? Không biết sống không, để tao thả thử. Sống quá. Để thả thử ra tí. Con cá phi nó đặt. Cắt miệng, cắt nha. Cái tí được đó. Không được. Chết chưa? Rồi nè, mở gỗ, mở dính này vậy, còn dính này vậy. Ôi trời. Ê, ê, không có giỡn. Ừ. Này không có giỡn nha. Giỡn xanh lè đó. Giỡn thẳng luôn nè. Xanh lè luôn. Thánh thần ơi. Ê, 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 có hai con này cho quá nữa rồi đó. Qua đã rồi. Siêu to khổng lồ. Đây đây. Ừ. Đây, chặt nha, đây chặt nha. Nhấn tiếp rồi để con cá. Dễ gỡn nha. Ồ, nhỏ xíu à. Ờ, nhỏ, tưởng bự. Xe gì? Tưởng bự. Cá này một xíu. Không dạ thấy không, Tấn? Dạ thấy. Tiếp, tiếp. Đầu đây qua, nắm tay. Xéo đẹp rồi. Tiếp, bỏ lại đi, bỏ lại đi, nó chết rồi mà. Nhảy, ôi, chết đâu chứ. Từ, từ, từ. Rồi, rồi, được rồi, được rồi. Rồi, từ nhà bắt nếp thả cái hang kia luôn đi. Chết còn sống không? Chắc chết rồi. Biết rồi. Trắng không? Còn sống. Này như cá bằng gỗ. Bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô lại đây nha. Mất cái lâu kiến bụng lắm nha. Tục thăm tay lưới này nha. Cái đóng rộng luôn rồi nè. Trời ơi. Đóng xinh luôn. Không biết có không nữa. Cái đóng rộng lắm hiu rồi nè. Không đâu. Không thấy có gì hết trơn. Ủa có, có kìa, có kìa, có gì á, có gì á. Có ai, có ai. Ô, cái gì á? Ủa sao con cái linh đi vậy? Không phải, phải không? Cái linh đi vậy? Không biết luôn. Nè. Ừ, như cái linh đó. Ồ, cái linh này làm mắm được không? Ừ, còn ăn được. Làm mắm cái linh. Mắm cái linh hả? Ừ, chừng nào ấy? Mà cái linh này bự quá à, thấy mắm cái linh ra con nhỏ nhỏ à. Con này loại bự. Ủa, con này con sống luôn nè. Ừ, đúng không? Con này. Nè, 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 nó dãy nè. Nè, nè, đây, 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 nó dãy nè. Đây. Con này còn sống nó dễ luôn á. Không rồi. Thấy hai con nữa rồi đó. Đây con sống gõ gàng vậy. Quá. Cái lưới này cũng có rồi đó. Ở con tôm nữa nè. Đâu đâu đâu. Tôm đâu? Nè. Ui, dính tôm nữa. Ôi. Tôm bự nhỉ. Không hả? Tôm lột bự. Không hả? Lột. Bự nhỉ, được á. À nãy có cá còn này có thêm có tôm nữa mới ghê nè. Rồi có cá có tôm. Nó đầy đủ. Có bầu có cua nữa. Sống không? Hả? Sống khỉ họ tôm lột. Quên tôm lột. Em xèo à. Tôm lột. Đây vô. Thôi. Được rồi. Ôi còn sống. Còn luôn hả? Sống luôn. Đừng nhảy nha. Ôi tôi. Ôi ơi, ơi, sống nha. Ơi. Sống luôn. Vô vô luôn. Còn rồi. Mấy cá thả anh bờ hết rồi. Trời ơi xuống đây cái đứa mất tiêu cái chết luôn. Ôi. Hết rồi. Hết thấy nữa rồi. Rồi. Yêu luôn. Kìa 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 kìa. Ôi sống luôn kìa. Ôi. Ôi. Dính dốc luôn rồi. Dốc luôn rồi hả? Ôi. Thanh thần ơi. Cái gì một cục gì? Ôi thanh thần ơi. Cái gì vậy? Nó đi theo bậy gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Mình gỡ nó trước đi, mình gỡ nó trước đi. Ôi, đây nữa nè. Ôi. Trời ơi. Quá trời quá trời. Ôi, vô. Vô, vô mánh, vô mánh, vô mánh. Vô đây. Có con sống, con chết gì từ lưa nè. Trời ơi. Gỡ nó trước đi. Gỡ cho nó hết, nó đi qua tới bên đây. Quá xảo rồi. Dính cá cao ghê gì? Văn cá không có tôm. Không mạnh này. À. Rồi, con sống. Con sống bỏ dưới. Sống bỏ dưới đi. Thôi mạnh nè. Cái linh hay gì đó. Cái linh đó vậy. Ừ. Mà nhớ cái linh đu dài hơn mà không biết phải không? Ừ. Để nguyên chùm luôn nè. Quá trời, quá trời. Con này bụng bự quá vậy nó lọt vô đây nó kẹt tao rồi. Tại mình nó nhỏ. Ba phát. Ờ sao không dữ vậy? Ba phát, ba phát. Tiếp tục, tiếp tục. Này còn sống rồi nè. Đây. Ừ. Ngon lành rồi. Đúng mánh vô rồi, vô rồi. Vô rồi, vô, vô đêm nay. Đây. Vô. Ồ, đây nữa nè. Cái này cái gì ta? Có nó không? Nó bắt lại, cái gì bắt lại? Lụm đại đi, cá trắng. Nó màu trắng, cá trắng. Có cá ăn rồi mọi người. Ừ. Phân biệt cái này cái nọ chỉ mệt quá. Tại mấy thằng dốt nó ưa nó vậy. Ừ, cá này nó còn tươi mới luôn nè. Đây, cái này. Có đục gì nữa đó. Đau quá ta. Con có khi nào đợt này đem về có khô nữa không ta? Đợt này làm mắm. Mắm mắm. Mắm không có được đâu. Mắm tới mùa mít luôn á. Mắm lâu lắm. Còn phải làm thính gì nữa tùm lum nữa nha. Còn hết. Đây khúc này là hết thấy rồi. Ờ, còn con rồi. Ơi,
Ừ, vậy đắng vậy? Ôi, rồi, đi ngồi ổ vậy nè, đây có con nè. Ừ, tính tôm nữa kìa. Đâu, đâu, tôm đâu? Đắng không? Ừ, rồi, 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 tôm, đừng kết đi. Gần tôm, bắt tôm trước. Tôm trước, bắt tôm trước. Tôm trước. Ôi, rồi, rồi. Tôm tép bạc cái gì chứ tôm vậy? Tôm sú luôn hay gì á? Tôm sú hay tép bạc vậy? Rồi, giỏi vậy, thầy khởi. Rồi, tới rồi, tới rồi. Này trúng rồi, hồi nãy có anh là đi ngang ghé chơi á, nhìn thấy mấy em chăng lứ mê dữ vậy. Ôi, à, cá còn sống luôn. Còn mấy cá này mới dính này còn sống, ba con này còn sống luôn mẹ. Bọc 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 bọc. Con này còn sống. Ơi, cá kìa. Đây đây đây. Đây đây nữa nè. Còn sống nè, giải là đạch luôn nè. Sao sao. Tớ muốn bọc bọc bọc. Nè. Hai lưỡi tôm. Bỏ vô, bỏ vô. Còn sống không? Ừ, còn sống chứ. Hai lưỡi tôm luôn á. Ồ, nó cá này cá này. Ơi 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 ơi. Bảy cái bài, bảy cái bài. Lại vô sọt. Một lưới mà hai lỗ tôm hơi dữ. Ừ. Đi ngừng chưa? Ngừng không? Chưa chưa. Cẩn con đi. Không con. Ngừng không? Ừ. Cột cứng mà nó miệng. Cũng được á, chứ không có cứng lắm. Dạ kéo luôn. Kéo đi. Sợ kéo đây luôn. Dính vô mát không? Đứt không nha. Sợ dính vô mát á. Tại em ghim cái cây. Ghim cây hả? Mà cái cây cũng không có cứng lắm. Mình lôi lại đây đi, chút được. Mình văng ra. Chìm to lắm. Còn không? Ờ, em ghê. Anh núi gì vậy? Lôi luôn cây vô qua luôn hay gì nữa. Không có cây nhỏ xíu à. Cây này cây khác à. Cây khác à. Ở lưới còn mút. Ở dính các cây gì hả? Nó cây vô lửa nè. Để ra đi trước. Rồi chứ. Rồi cá gần dính rồi. Ủa dính nè nè. Cái này là dính con cá gì? Mang gỗ nè. Rồi ở đây nè. Hình như nó mang gỗ á. À mang gỗ nè, đốm đốm nè. Này đúng nè. Đây là con cá mang gỗ nè. Đủ lực chá. Đó, mang gỗ có không cây gỗ đi bên luôn. Mang gỗ. Đi với cái cây gỗ. Đi với cây gỗ luôn. Nè, cũng được. Còn không, không không. Đây, còn. Đây, 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 các bạn. Cái gì vậy? Ôi, cái linh. Cái linh. Trong cá mẹ á, cá trắng. Hơ quậy. Mày nhiều đó. Còn không? Đây 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 đây. Còn nữa. Ừ. Đã nhỉ. Còn tôi có gói luôn nhỉ luôn kìa. Ôi, 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 nhanh nhanh nhanh. Hên hên hên. Nhanh. Vô. Còn rồi, rồi. Tôm nữa. Tôm nữa. Trời ơi. Tôm. Tôm nãy ngủ rồi. Không có. Hết chưa? Ở cá này nữa nè. Ừ, được con tôm. Con này đi rồi, cho nó lên được rồi. Này, hơi lâu rồi. Đúng nha. Con này đúng vậy. Còn cái màng gỗ nữa nè. Cá nó. Cá nó ăn thịt sao ta? Không biết. Ăn coi chừng mày phùng mang chẳng má. Màng gỗ. Màng nó giống cái gỗ mà. Thôi thì bỏ đi. Thôi muốn chín luôn rồi. Thôi đem cái nắng phơi thành tôm khô. Một con có hai ba con. Lớn vậy phơi rồi hồi ai ăn ai nhịn. Giờ mình mới lấy tôm múc con cá này. Ừ, cá còn múc con cá luôn. Ừ, có nhiều tôm mà, để ăn không nổi rồi. Mình bắt con nhỏ á. Thôi, bây giờ mấy anh em sẽ tóm thâu lại, kiếm chỗ khác dần nha. Bây giờ mấy anh em sẽ dần cái tay lưới này nha. Rồi chờ ngày mai kết quả như thế nào. Đi rồi. Đi bẻ dao. Đó. Đi hơi. Cảm ơn. Cũng được. Mai cầm bà bè cho chắc ăn. Đừng đùa nha. Ơi, không được, không được, không có đi theo được. Dạ. Dạ vậy là cũng được. Dạ. Chút xíu khúc đó à. Chút xíu dính bẫy nè. Lẹ đây. Đi lẹ đây. Sao đi được? Sao không được? Ở vô luôn. Ủa sao đi đây rồi đi vô kia vậy? Nó tiếu lâm giang hồ vô chạy. Thả ra đi. Đi nhanh lên. Thả nè. Không thả ra đâu đi được. Thả rồi. Như kiểu cục dây chó cột cổ lôi lại sao đi được. Dưới đó nhường chó đi chạy. Nãy chưa mình ổ chó rồi. Đi đi. Lẹ lên. Để ba lên. Ê, ê. Đứng lên.
Ở sao đi ngược vậy? Ta đề ba mà không đề mà toàn số ghe không vậy? Xe muốn hết xăng rồi. Rồi đi. Xe này chạy dầu rồi chứ xăng chạy không nổi vậy. Xe này bự quá chạy không nổi. Ờ lẹ với ta. Để dăng qua tới rồi bỏ luôn nha. Rồi bỏ đại đi ngày mai thăm nha. Không biết có gì không nữa. Hồi nãy thì dính có tôm, có tép gì tùm lum hết chứ. Chắc có mà. Thử có đụng đất không? À, mình thích đụng nha, ở đây không có đụng đất. Mình thích tự tin hả? Chắc ngoài đó sâu á. Bố hộp vừa hả, thử liền. Vừa bơi được khúc cũng được. Bơi sao không được. Không. Rồi, bơi vào hết luôn đi. Buông chưa? Buông ra. Buông đi. Ờ, cục cứng lại nha. Rồi thả đại luôn cho nó trâu gì đâu đi gì. Nước nó phủ thả nhà nào thả nha. Rồi bây giờ mấy anh em sẽ thả tại lưới cá bự luôn nha. Mai thăm luôn hai phát. Con nào ở đâu nha. Ngon quá. Chiều nay là có cửa ăn rồi. Ngon lạnh. Ngon lạnh trên đâu. Này, này không trúng bánh mà nhưng quay nè. Rồi. Dạ. Rồi lắm. Dính hồi nhiều ghét. Đây. Bây giờ cột bên đây nha cả nhà. Người bên bản sẽ cột bản luôn. Để chờ kết quả. Đây, cũng đừng như đây nha cả nhà. Ôi. Tôm chứ. Tôm nữa nè. Tôm tép thì có đầy đủ tôm. Cá mắm nữa. Cái kiến là ngon rồi đó. Ồ, cái lông kiến chà bá lửa luôn nè. Ôi. Cá cục phi cũng chà bá lửa luôn nè. Dưới nè. Quá xả rồi. Thôi bây giờ bên em sẽ mần mấy cá này nha. À, rồi đi kiếm gạo cái nữa rồi nấu bữa cơm chiều nha. Đã quá đã. Xả rồi, quá xả rồi. Quá ngon. Bây giờ mấy em sẽ bẻ rau muống nha cả nhà. Rau muống này ngon ghê luôn rồi. Ngon xèo luôn chứ. Đi mất giờ nấu canh chua. Mần mấy cá cái tối luôn rồi. À, nó mình chua ăn hết sảy luôn rồi đó. Ngon luôn. Hết bài luôn. Hết sảy con bà 7, con bà 8, con bà 9, con bà 10, con bà 11. Thịt canh chua đó. Thì sao hôm qua nó có canh chua mà cá ra nấu canh chua mà ăn không được thì bữa nay ăn. Ăn bù. Ừ, trước sau cũng ăn thôi. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Thì nó non nhóc rồi nè. Có mấy cái thời gian. Dê bữa nè. Đây quá non. Dê. Bóc liền, bóc liền, quăng trời luôn rồi. Dồn. Thì cá cũng được bao nhiêu đây nha cả nhà, cũng hơi bị nhiều luôn á. Cá nhỏ thì để kho, còn hai cá lớn này sẽ nấu cái nồi chua. Tôm nữa nè. Ừ, tôm, quà tép tôm nữa, tùm lum hết trơn. Đây, sẽ nấu canh chua hai con nha, bốn cá đầy nồi luôn rồi. À. Hấp cho đã luôn. Đây cái cháo luôn rồi, nêm nếm vô luôn nha. Miếng đường. Nêm cho nó thấm con cá thôi. Nêm muối. Tới luôn rồi. Miếng bột ngọt. Rồi hạt nêm. Rồi. Cá trứng nữa. Không mắm không? Thêm mình thôi. Đây đây. Đó. Hai con cá không nó bự gần bằng cái chảo luôn rồi nè. Quá bự luôn. Sợ mỡ luôn. Rồi bây giờ sẽ qua bên đây ướp cá kia luôn nha. Thì trong đây có tôm nè. Có tép nè. Cái này tép bạc hay gì ha, tôm sú rồi tép bạc cơ mà. Tép bạc. À. Bự quá. Ờ, à, được mấy con nữa bộ. Ôi. 2, 4 con, yên con tôm nữa. Cá nắm con. Rồi, cá bóng nè. Rồi mấy con cá này cá ghê, cá linh hay gì á. Đó. Chiên cá này cá gì? Quên tiêu rồi, hồng dợn. Hồng dợn. À. Không biết phải không, thấy giống mang gỗ quá. Đây mang gỗ nè. Mang gỗ là con này nè. Chấm chấm. Đốm đâu. Đúng rồi, bây giờ sẽ ướp vô luôn nha. Ăn cho nó thấm chút xíu kho luôn. Tại vì đem con cá chảo à. Đó, muối. Xíu đường. Bột ngọt. Hạt nêm. Nước mắm. Đừng dùng nắp. Đây miếng nước màu. Chua sợ. Ok. Tỏi nha. Củ hành. Với ớt.
mỗi thứ một chút, hồi cháy sao. Quá xa rồi. Để trộn lên cho nó thấm nha cả nhà. Wow, cá nhiều chứ bộ. Cá từ gầu gối luôn. Nhất cái nách. Thấy thèm quá. Này vừa có canh chua vừa có cá. Xin toàn kiểu này tiêu rồi. Quá đã. Quá yên mắm luôn. Rồi. Bây giờ sẽ chờ cá khi chín cả nha. Cực kỳ hấp dẫn luôn cả nhà. Hứng hứng hứng. Ồ, cá quá xa rồi. Lên đẻ thôi. Gấp ra nha, đặng hội cá mới công cá nó gã, ăn ngon. Cá chắc thịt ngọt lắm á nha. Đó. Bây giờ sẽ thêm gao vô. Gao muống thì bình thiên. Để hốt vô đi. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Trời ơi, xanh xanh đỏ tím luôn. Con nhỏ nó thèm. Mình thấy mình thèm trước rồi đó. Thì mình cũng nhỏ chứ bộ. Tao mới 17 tuổi à. 17 cộng như cộng. Cộng như cộng. 17 cộng. Rồi. Giờ cho gạo nó xuống cái nêm nếm lại phát nữa. Rồi bỏ gạo nêm nữa xong. Ui. Đã quá ba. Thèm canh chua nữa. Rồi. Gạo muống cũng chín rồi cả nha. Giờ sẽ đem gạo nêm vô luôn. Đó, con này còn nêm thơm. Thơm bị nhiều quá. Đó. Đây. Rồi sẽ nêm xuống, đem xuống luôn liền luôn nha. Chứ không nó bị đắng. Rồi xuống luôn. Rồi mấy anh em sẽ nêm nếm lại. Rồi nếm xuống. Rồi, đem xuống đất rồi nêm nếm lại nha cả nhà. Cháy tỏi, củ hành với ớt. Thôi rồi đó. Nó đang cháy mà. Rồi thơm. Cơm thì nấu chín rồi, chỉ có kho nữa là quất. Ăn chua rồi cũng xong hết rồi. Nó bụng lắm rồi đó. Vô nha cả nhà, thơm lắm rồi đó. Ôi. Má xá chừng này nữa má ơi. Mày ăn tép rồi đó. Mấy con không ạ? Mũi tư. Cái mở vô luôn hay lát vô. Lát hồi mình cần chín mình hết bỏ vô cho nó đừng có bị mềm. Ôi tép mỡ phù phù, tép mỡ trời ơi. Trời ơi. Có đem tép mỡ canh, má cháy luôn. Canh chua nữa. Nãy canh chua quên bỏ tép mỡ vô ha. Trời ơi khỏi ăn luôn. Ngon hả? Được, ăn được. Nhưng mà con đèn mình có cá đâu nhiều rồi. Ừ. Rồi. Vô. Đây giờ tép mỡ đều đều á. Trời ơi. Ừ. Đừng quậy, đừng quậy hư cá. Đây. Vô miếng tiêu nha. Trời ơi trời. Rồi nó đã thơm kìa. Quá trời cái chỗ cá này rồi. Hết sảy con mà bảy luôn rồi. Ngộ nó lị á, là bữa nay ăn cơm là nứt cái nồi cơm luôn á. Thập cái cơm luôn. Dục cái nồi cơm rồi lấy cái quần hoài gì ăn luôn. Nhìn đảo quá nha. Nè cái nhà coi nè. Nhìn thấy chưa. Nó kẹo cáu luôn. Ủa, quá xá rồi, bây giờ mình để lên bếp mình không thèm nhắc xuống mình nghỉ ăn luôn. Rồi. Thôi, mày nghỉ ăn đi đâu mày nha. Nhắc xuống đi, ngon lắm rồi mấy ngộ mấy lị. Ôi khum. Khum cực kỳ luôn nha cái nhà. Trời ơi, thôi bây giờ nhắc xuống, rồi cúng ông bà, rồi mời cái nhà ăn chung luôn nha. Trời ơi. Đâu quá trời, cúng ông bà xong hết trời. Còn bữa nay rất là thịnh soạn nha cái nhà. Đó, các cá. Cái canh chua. Chua. Canh chua quý ớt ôi mua hết cá khô. Tính ra bữa nay là ngày thứ hai mà nó thịnh soạn cực kỳ luôn đúng không. Ngày đầu tiên cũng thịnh soạn rồi. Đúng rồi, cái tính ra ngày nào cũng thịnh soạn á. Đây nghe ăn nhường cái này là như là phải làm rồi phong tục. Không có là không ngon nữa. Rồi xong à, con cá nè, giờ cái dĩa đó hơi nhỏ không hơn nữa. Ờ được. Hơi khó ha. Bé bé. Rồi được rồi. Được chưa? Được rồi. Để qua. Quá xả. Rồi, bước coi. Chán canh chua. Chán canh chua vô cái. Quá đã luôn. Rồi xong bữa nay tỉnh soạn cực kỳ đúng rồi. Quá trời đã luôn. Chẹt miếng luôn. Trời ơi nó thơm. Ơi nào chịu nổi nữa.
cuộc sống gì là hưởng thụ rồi đó. Cả nhà gặp trường hợp dây sao chịu nổi. Chàng vô ha. Được nghe nữa ha. Rồi, mời cả nhà miếng nha. Ôi kìa. Ở dưới ta. Ừ. Hấp dẫn rồi nha. Em cũng làm miếng tép mỡ luôn. Ăn tép đi, vô. Vô luôn, vô con tép luôn. Rồi vô tép đi. Dưới luôn. Dưới luôn rồi. Mời cả nhà nha. Rồi. Tép đông có đủ. Ừ. Ngon quá. Thịt nó ngọt lắm. Nó ngọt, nó chắc thịt. Đó. Hay, miếng cơm chua luôn. Nhẹ luôn. Tơi tơi. Trời ơi, đã. Ừ. Cảm giác là sung sướng cái nè. Vô mốt á. Nè. Vô miếng cá nè. Trời ơi, ngon. Đang đói mập này. Đang đói gì vậy? Ngon ngon. Đưa cái mỡ. Ừ. Mỡ ngon thiệt. Mặt cũng rất ngon. Với em. Thật rõ. Trúng bánh thiệt kìa. Cũng ngon. Đó. Cá. Tắm vô. Rồi cái nhà nha. Tới tới. Ừ. Đây. Tươi ngọt. Gào miếng vô cái nữa. Thấy nào bên chua là phái rồi đó. Đói bụng nữa chứ. Vô nha. Đã. Còn quá trời luôn. Ui ui. Làm cá luôn. Được luôn. Ngon dữ à. Con cá. Con cá linh đi nha. Mà cái này nha. Ăn là có linh đó. Ừ. Quất con tép nè. Vô con tép đó nha. Cá nào cũng ngọt đã chứ ta. Thấm. Canh chua không vẹt là hết sỉ rồi, hết nói luôn. Ngon quá. Hết bàn, hết cãi luôn. Ăn khỏi con bạn luôn mà. Đừng đói lắm. Ăn rồi nó chịu không nổi luôn. Ngon quá. Cái linh quá đã luôn. Đợt này rau đầy đủ. Không thể đo rau. Nhóc rau luôn. Ở đây cũng có con mát nữa. Để giờ thử ăn miếng cá không? Chèn miếng coi. Ừ. Cái chua rồi kìa. Nãy giờ ngồi thèm nhất cái nách không? Chết luôn cái chua mà. Còn cá lọc kiến mày gấp thử miếng thịt mày ăn đi tính. Cá kiến bự nữa. Ồ nó dai nó ngon một cái luôn á trời ơi. Nè. Ăn chỉ có gì thôi. Nè gấp đè bẻ cho nó cái đuôi luôn đi. Bẻ đuôi bệnh không đưa không đưa qua dĩa luôn đi. Nè. Bỏ vô. Đây để cho anh em tiếp sức. Rồi cắm cái. Đó, tiếp sức mùa thi. Rồi cắm cái. Vô nha. Trời ơi, vô miếng cá nữa. Ngon. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Thật nó ngọt. Đó. Rồi. Đã không? Đó. Có rồi. Ngọt có rồi các bạn ơi. Mời nhà nha. Trời. Trời luôn. Ngon quá. Mới vậy không? Ăn vô ha. Này ăn chỉ có đã thôi. Cá từ Vũ Phê á. Này là ăn cá mệt nghỉ luôn rồi đó. Vô nha. Ừ. Ăn hợp tiếp mỏi ghê luôn á. Vừa ăn. Và cái củ hành á, bữa nay cắt củ hành rất là nhiều. Nó thơm. Cá là cháy rồi nó đâu có tanh đâu. Ra cá lục kiến nó bự. À, thịt nó ít quá, ngon. Ngon. Ừ. Cá béo. Ừ, ngon. Ăn cá này nè. Tới luôn. Cái linh ngon. Tôi muốn lòng cái đứt. Nó nhảy luôn rồi. Cá không có lòng luôn rồi. Cái linh nữa nè. Cái này cái sông. Chứ không phải cái đồng. Ừ. Ừ. Cá tự nhiên. Ừ. Nó ngon. Đi đúng. Còn kìa. Ở nhà nha. Ừ. Là hình tượng luôn. Cá phi này nấu canh chua bao hợp luôn. Quá đã luôn. Cá bự nữa chứ. Cơm no gu sai à. Bụng ốc nóc luôn. Cốc luôn rồi. Nhưng cốc luôn. Ăn ba cái canh chua cái mồ hôi mồ kê nó chảy quá trời quá đất luôn nha.
quá đã luôn cả nhà. Lâu lâu ăn canh chua một cái ha, quá ngon luôn. Nhức lách, nhức lách dùng chuyện. Đáng lý là hôm qua có ăn nè, mà tại vì không thèm ăn thôi. Bữa nay ăn bù. Con cá ngon mà, hên cũng được khu phi rồi. Đúng rồi. Thì hôm trước thì ngủ cũng im lắm nha cả nhà, nó hơi ê ê giống mịch là hơi bị co co cong cong lưng sống á. Gần sống. Còn bây giờ thì giống mịch là đã điều hướng rồi. Điều hướng được rồi. Bây giờ thằng nào nằm góc đó là nó chết góc đó luôn. Tại vì có hai cái ghế cây nó tấn lại nó nhắc vậy thôi. Không lăn đi đâu được luôn. Ừ, không lăn, nằm là im lăn gắn này, thẳng cẳng luôn á. Bây giờ thì mấy anh em xin phép cả nhà đi ngủ nha. Tặng ngày mai rồi chinh chiến tiếp ngày thứ ba nha cả nhà. Thôi bây giờ chúc cả nhà ngủ ngon nha. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Ngủ thôi, ngủ thôi.